Rồi, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay em có ráp lên một bộ máy rửa xe OK511 nha. OK511. Đó, chạy điện một pha 220. Đó, 220. Dòng này là dòng TR511VH25. Con này là thị xứ của nó là 22 ly. Áp lên từ 60 đến 80 nha. Lưu lượng nước tầm 30 lít trên 1 phút. Thích hợp cho anh em đi xe tải, xe ben, xe đào, xe cuốc nha. Rất là mạnh luôn. Chạy điện một pha 220. Anh em không có điện 3 pha thì xài điện một pha nha. Pha 220. Đó, 511 này là vừa có áp vừa có nước. Ở bên mình nhận bán đầu 511 thì mình vẫn bán nha. Đầu rồi không mình vẫn bán. Anh em nào có motor rồi thì lắp motor. Về lắp motor, lắp trực tiếp, cấu trực tiếp nha. Con này chạy cấu trực tiếp. Em có lắp trực tiếp luôn. Còn anh em nào muốn xài pulley thì mình gắn pulley. Con này là motor của nó là 5,5 kW, 3 pha 308. Em đã đấu qua điện 1 pha 220 nha. 1 pha 220 tầm khoảng, còn khoảng tầm khoảng 4-5 ngựa đó là nó chạy cái đầu 511 này được. Chạy rất là khỏe luôn nha. Ráp lại một cái cung xe đẩy, mâm xe đẩy nè. Xe đẩy của hàng bãi Nhật luôn. Motor này Toshiba, một motor khía. Rồi giờ em chi tiết em test máy cho anh xem xe nha. Cái dây thì em gắn 20 mét dây và qua súng dài. Xịt rất là đã luôn. Test máy cho anh em xem nha. Máy chạy không tải rất là em luôn. Xịt phải cầm hai tay luôn nha. Cầm một tay là quá mạnh luôn. Cái lưu lượng nước anh em thấy không? Nó rất là mạnh luôn. Quá đã. Anh thấy nó bắn không? Quá mạnh luôn nha. Đó, máy đang chạy nè. Đang bị hụt nước. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Con này là còn đầu là còn nguyên riêng luôn nha. Em có không có vệ sinh gì hết, không có tuốt gì hết nha anh em. Quá đã luôn. Áp thì giờ đang là 7 kg nè. Rồi. Quá đã luôn nha. Rồi, máy móc thì em đã test chạy ok hết rồi. Đó, dòng rửa xe cao áp thì bên mình vẫn còn rất là nhiều. Đó, anh em thấy không? Đó, máy rửa xe máy Italia nè, máy Ý nè. Đó, Italia máy Ý đầu Ý nha, đầu Comet. Bên này thì đầu Nhật 311, 511, 508. Rất là nhiều luôn. Quá nhiều luôn nha anh em. Bên đúp nè, 530 nè. Bên đúp 530 nha. Hơi chấp xíu sơn thôi. Đầu trước còn rất là đẹp luôn. Chưa vệ sinh luôn nha nè. Đầu AD711 mà. AD711. 511 trong này có 511, mấy con 511 còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. OK 511 à. 511 VH 20 511 311 nha. 311. 508 à. 33. OK 33. Rất là nhiều loại máy rửa xe luôn nha anh em. Trong này có máy khủng luôn. Rồi. Anh em nào cần thì cứ alo qua số điện thoại của em. Cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình. Anh em xem xong nếu có hay cho mình like, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại anh em các video khác. Rồi xin chào và hẹn anh em.